Hai chị em chào mừng trở lại với kênh 19X Long mới mình ha. Trong video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ anh em cái độ nhạy của Android và iPhone em, thì tất cả dòng máy luôn. Đó, em thấy là độ nhạy rất là ngon lành nha anh em, khoảng là cũng màu đỏ cũng khoảng 90% trở lên. Đó, mình được like luôn, anh em thấy ghê không? Đó. Thì độ nhạy này nó sẽ phù hợp với nó, anh em thấy độ nhạy này sẽ phù hợp với súng trường, súng ngắm và tiểu liên đó. Thì anh em chơi cái loại nào cũng ok hết. Đó. Ok, ở đây thì mình giác những cây tiểu liên như UMP nè, vừa cây chim có kiến rồi cho anh em test, cho anh em thấy độ nhạy như thế nào. Mình bỏ ra một buổi tối để test cái độ nhạy chuẩn, gán làm cũng khá là chuẩn cho anh em ha. Chứ chứ không dám nói là siêu chuẩn đâu, cũng chuẩn rồi. Đó. Thì cho anh em bắn tầm gần tầm xa rồi cũng ok hết. Và anh em thấy là ai mà bắn full đỏ từ đầu tới cuối, ra một viên mà đỏ là chỉ có hit thôi nè. Chỉ có hết thôi, nó mới đỏ từ đầu tới cuối, đỏ từ trên dưới chỉ có hết thôi. Còn chỉnh đầu nhạy hay là gì mình bắn theo kỹ năng của mình á, thì chắc chắn sẽ có máu vàng thôi. Chứ không ai mà bắn một phát mà ra đỏ hết trơn nè. Đó, nhớ nha, không ai bắn từ đầu tới cuối, một miễn bấm nút bắn mà nó ra đỏ là chỉ có hết thôi nha, hết nồi thôi nha, chứ không có vụ mà full đỏ từ đầu tới cuối nha. Này đó, cái này mình quan trọng là cái này nha. Đó, kỹ năng của anh em nữa, anh em bắn càng ngày nó càng quen tay, càng cái tay của anh em nó có cảm quát tay nào, cảm giác tay nào, kéo lên rồi đến khi nào là dừng thì chúng ta mới được chứ anh em mà bấm vô nút bắn kéo được cái giục cái là bay lên trời luôn em. Đó, mình thấy nhiều anh em bấm nút bắn kéo lên cái giục cái mất tiêu luôn em, người chúng ai nè, chúng rim, chúng rim trên trời. Đó, nên là cái cảm giác tay cũng khá là quan trọng. Rồi cộng thêm cái độ nhạy của mình chia sẻ nữa thì anh em sẽ bán cũng khá là ok thôi. Đó, ở đây mình không có nói 100% là nó lên đầu hết. Đó, còn lên đầu 100% thì anh em thấy là chỉ có hết nồi thôi nha, chỉ có hết nồi mới lên 100% nha. Rồi ok, đây thì mình giác cây súng trường bắn tầm gần cho anh em luôn nè. Đó, bắn tầm gần thì ok, chỉ như thế thôi. Và em thấy cái tâm á, thì muốn đạt ngon lành thì người ta để cái tâm ngay địch á. Khi nào mà nó lên đỏ hay vô người á, thì người ta hãy bắn đó. Cái tâm mà không ngay địch như thế này nè, đó. Mà bắn là nó không ngay đâu nha. Chừng nào cái tâm nó đỏ là chúng ta bắn là ok nha. Ok nè, tiếp tục với cái chuỗi video về chia sẻ độ nhạy trên iPhone và trên điện thoại Android nha. Thì điện thoại Android mình sẽ nhóm lại cho anh em từng nhóm, từng nhà sản xuất nha nè. Đó, chúng ta theo dõi và chỉnh cho đơn giản, cho dễ. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với điện thoại chỉnh trên các dòng máy Android trước nha nè. Rồi ok nè, đối với cái dòng máy đầu tiên là Oppo và Vivo luôn nè. Thì hai nhà sản xuất này là chung với nhau. Đó, nên là chúng ta sẽ đi chung cái bản độ nhạy cũng khá hợp lý. Đó là nhìn xung quanh mình để là 95, grid offside mình để là 95 luôn em. Ống ngắm 2x là 92 ha. Rồi ống ngắm 4x là 74. Ống ngắm súng ngắm là 55 anh em, và góc nhìn là 55. Thì mình nói thêm, anh em mà muốn bắn tiểu liên mà tầm gần á, muốn giao tranh tầm gần thì chúng ta nên để góc nhìn xung quanh lên 100 luôn anh em. Rồi cái này là chỉnh về phù hợp cho tầm xa và tầm gần là 95, grid offside là 95 luôn. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Ok anh em, tới cái bản độ nhạy cho dành riêng cho điện thoại Samsung nè anh em. Thì điện thoại Samsung thì mình để góc nhìn xung quanh là 100. Đó. Điện thoại Samsung nó rất là nhiều phân khúc, và nhiều phân khúc là nó sẽ có những cái tầm điện giá như là 2, 3 triệu, 3, 4 triệu. Thì cái cấu hình nó cũng không được ngon cho lắm. Nên là mình sẽ để góc nhìn xung quanh lên 100% để chúng ta tiếp bắn cận chiến của những cây tiểu liên như MP5, Zin MP3 hay là MP40 hay là UMP nữa, thì chúng ta bắn khả năng lên đầu khá cao. Và cái nút sai mình để 95. Rồi ống ngắm 2x mình để là 94 này, ống ngắm 4x là 75, ống ngắm súng ngắm là 55, và góc nhìn mình cũng để là 55 luôn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục với bản độ nhạy của dòng máy khác nha. Ok anh em, tới dòng máy tiếp theo là dòng máy combo của Xiaomi, Redmi và Realme anh em. Thì ba dòng máy này mình sẽ quốc là nhìn xung quanh là 100, grid offside là 96, ống ngắm 2x là 94, ống ngắm 4x là 84,
ống ngắm súng ngắm là 60 và góc nhìn cũng mình để là 60 anh em. Đó, nó có tăng hơn một chút so với cái dòng máy khác ha. Rồi ok, mình sẽ đi với cái dòng máy tiếp theo nha. Ok anh em, tới cái combo của ba dòng máy tiếp theo đó là WinMap nè, Techno và Nokia luôn em. Đặc biệt thì trong các bạn trong video này mình sẽ cập nhật cho anh em dòng máy tiếp theo là Techno và Nokia và WinMap luôn. WinMap á thì góc nhìn xung quanh mình để là 100. Ghép tóc sai mình để 100. Sở dĩ mình để 100 kiểu này á là vì những cái dòng máy này như Nokia, Techno hoặc WinMap là cấu hình và những con chip nó khá là yếu. Đó. Nên là anh em muốn mượt, muốn chơi những cái cây súng tầm ngắn, tầm gần thì chúng ta nên để góc nhìn xung quanh là 100, ghép tóc sai cũng 100 luôn nha. Ở đây mình chỉnh theo cái cấu hình và mình nhận biết được cái cấu hình của từng cái máy này nó như thế nào. Mình mới đưa ra cái bảng độ nhạy ha. Rồi ok, quay lại thì ống ngắm 2x là 92, ống ngắm 4x là 84, ống ngắm súng ngắm là 60 và góc nhìn là 60. Chứ không phải muốn chỉnh sao chỉnh đâu anh em. Để mình chỉnh theo cái cấu hình của từng dòng máy nó khác nhau ha. Rồi ok, giờ tiếp tục với dòng máy cuối cùng nha anh em. Ok, tới dòng máy cuối cùng là dòng máy iPhone nha. Thì mình để góc nhìn xung quanh là 95, read top size cũng 95 luôn. Ống ngắm 2x 95 luôn. Bản độ nhạy khá là dị luôn á nè, nhìn cho iPhone nha. Và ống ngắm 4x là 72, ống ngắm súng ngắm là 50 và góc nhìn là 50. À quên nữa, thì mình sẽ chia sẻ anh em luôn cái DPI của từng dòng máy nha. Hồi nãy giờ mình nói độ nhạy thôi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái DPI của các dòng máy luôn và cái nút bấm. Thì nút bấm trên Android và iPhone thì mình tập trung lại thì anh em sẽ để từ cái mức là 38 đến 42 anh em đó. Khoảng cái nút bấm này là từ 38 đến 42 dành cho Android và iPhone luôn, đó các dòng máy luôn ha. Thì anh em chỉnh theo cái em để lúc đầu thì 38 đi, rồi sau đó nếu cái nút bấm này ngon thì chúng ta để luôn, còn không thì chúng ta tăng lên 39, không nữa thì chúng ta lên 40 42. Đừng để cao quá anh em, cao quá thì cái lực kém anh em sẽ yếu đó. Để nút bấm nhỏ một tí như tầm 38 39 40 42, trong khoảng này là ok nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái DPI của các dòng máy nha. Rồi ok nè, đối với DPI của từng dòng máy nè, mình sẽ nói trước là dòng máy Oppo và Vivo anh em, DPI là 625, còn dòng máy Samsung là 660, DPI là 660 anh em. Còn dòng máy Xiaomi, Redmi, Realme là 680 anh em. Đó, DPI của ba dòng máy này là 680. Còn dòng máy WinMap, Techno, Nokia là anh em, DPI là 535 anh em. Còn dòng máy iPhone là DPI là 125 đến 130 anh em. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ anh em tất cả các độ nhạy DPI và nút bấm của OP39 này. Rồi, mình sẽ cập nhật tiếp tục trong những video sắp tới nha. Nên hay đừng quên cho mình một like, một đăng ký. Mình nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết, hẹn gặp lại video.